mua mà bán mày à. Nhiều người mua không mua, người ta trả lợi thì còn đâu có bao nhiêu lời đâu. Ít hay là nhiều chứ không phải là không lời. Mà cái ngày nào cũng như là bán mà người ta trả lợi đó, người ta trả lợi là cua không mua, người ta trả lợi thì bữa đâu có lợi nhiều đâu. Từ xưa tới nay không có ai mà đợi mà đóng thuế hay là cái gì. Cái này là lần đầu tiên. Đây, hiện tại mình có mặt tại Mông Cua gì ba đây mọi người, thì hôm nay thấy gì ba bán nhanh hết, đây cuối tuần thì ba bán nhanh hết, những người đặt cua qua gì bảy cũng nhiều nữa. Bảy vừa chia sẻ với mình và với bộ quần áo rất là đơn giản. Chú nhiều em con em hai con gạch em ơi, con này quá trời, con nói cua gạch hay cua cớm gì vậy, cua gạch đó hả, to gì anh em 11 em có anh chắc trời ơi trăm chạm chú thấy mua mấy lần rồi chú à? Trời đi mua nhiều rồi. Lần này ra phụ cho ba bán luôn hả chú? Đi ăn rồi. Thấy chú quen lắm á. Đây cái bịch của anh này, cái bịch này nhỏ quá. Chú ăn mấy lần rồi thấy cua gì ba sao chú? Ngon mà, phải hỏi giờ cua gì ba ngon. Cua hồi đó về cho gia đình ăn nữa hả chú? Vợ là gì ba đổi lại. Anh cứ vui vẻ đổi lại không? Có chứ, trời gì ba còn khuyến khích nữa đúng không gì ba? Còn khuyến khích thì đổi với con, đổi với con, có gì đâu. Đó là vui lắm, để mẹ hiểu được khách hàng á. Về ba, về nha. Rồi hả? Nó đứng nãy đó, đại đó. Rồi, chạy mở ra được không vậy? Hỏi anh xong chị ba biết chứ ai ngồi đây. Mình ngồi chung là ở đây. Vui vậy chị ba? À. Này có thế mời chị ba đây các bạn. Đi cục thế còn 5. Cục thế còn 5 mời chị ba lên đóng thế đấy các bạn. Đấy, chết mời. Lúc này chị ba giờ ra coi bên trong nội dung mời làm cái gì. Thế các bạn, mình cũng vừa nhận được một cái đơn chi cục thuế quận 5 mời dì ba là Trần Ngọc Dung đến trao đổi vấn đề đó. Thì trong bao thư nó có một
một cái tờ giấy nữa, nhưng mà mình mới đưa dì ba rồi, dì ba cắt tôi điện cuối buổi rồi mới xem coi, mở ra xem thì sau khi được mời thì không biết tâm trạng của dì ba như thế nào. Tại dì ba vẫn đang bán cua bình thường như mỗi ngày đã, rồi để bán xong rồi tính. Không có gì đâu dì ba ơi, bình thường mà. Không có gì hết trời. Ba, nhận giấy mời nó có lo lắng gì không? Lo coi, nó không biết nó có nói gì không. Tại đó giờ chưa có biết vô phường, thành ra giờ nghe tâm nghe trên phường nó mời cái gì ba hết hồn. Không, cái này là thế. À, đi cũng thế. Mình đâu có tội gì đâu, mình sợ mình vô được không có sao. Rồi. Gì sợ gì ba, đâu có gì đâu sợ, đóng thế rồi chắc luôn. Bao nhiêu giờ chị ở đâu? 9 giờ sáng. Đây con đọc cho nè. Đây qua đây con đọc cho gì ba nghe. Sao lên thấy ghế không biết chắc là sao nó sẽ mời đóng thuế mà nói rồi mà. Thôi dì ba, đây là giấy mời chi cục thuế quận 5. Kính mời dì ba nè, dì ba là Huỳnh Ngọc Dung đúng không? Rồi ở trước có cái địa điểm này. Nó mời là đội thuế liên phường 4 chi cục thuế quận 5. Số 105 107 Phùng Hưng, phường 13 quận 5 nè, mời dì ba vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 11. 14 là ngày thứ mấy ta? Ngày 14 hả? À. Bữa nay là ngày 10. Ngày sau ngày 10. Nay là ngày 10. Rồi gặp đến đó thì gặp cái ông Nguyễn Phú Thiên, nhân viên đội thuế chi cục thuế quận 5. Nội dung về việc kinh doanh chắc là kinh doanh bán cua đây dì ba. Chắc rồi. Là lên làm việc tí á. Rất mong dì ba đến đúng giờ, đúng thành phần, mang theo giấy tờ, trường hợp người đại diện pháp luật không đến được, vui lòng cử đại diện mang theo giấy ủy quyền. Đó, mời. Nói chung là 9 giờ sáng ngày 14 gì ba tới cái địa điểm 105 107 Phùng Hưng, phường 13 quận 5, gặp cái ông Thiên, ông đó là nhân viên đội thuế, rồi để nói chuyện về cái việc kinh doanh của dì ba này. À, chỉ có vậy thôi. Chưa đóng thuế này nè. Không, chưa đâu. Chưa, chưa. Nên nói chuyện thôi. Mời nói chuyện thôi. Nên mời nói chuyện với dì ba thôi. Mà có chuyện đó coi nào cử anh đứa ra đi về đây dì ba đi. Dạ chắc dì ba đâu biết gì đâu nói. Chắc là có chứ. À. Căng quá dì ba ơi. Hả? Căng quá. Nhá tao. Nhát dì ba. Nhát dì ba, nhát dì ba. Đá tao nhát. Cười rồi mà còn rung nha. Cười mà rung. Đây trên tay mình là cái giấy chi cục thuế quận 5, kính mời dì ba đây. Huỳnh Ngọc Dung chính là dì ba đó. Có địa điểm đây cũng như về cái nội dung là về việc kinh doanh, xong rồi về con cua của dì ba thôi. Thì tới ngày là 14 sáng dì ba sẽ lên đó nói chuyện với lại nhân viên đội thuế. Thì mới đây thì dì ba cũng bị cũng được ủy ban nhân dân phường 7 nơi dì ba bán cua mời lên làm việc về những cái an ninh trật tự về đường cũng như là an toàn thực phẩm. Mới đây cũng nói chuyện rồi, sau đó thì cũng ủy ban nhân dân phường 7 quận 5 là cũng có nhắc nhở dì ba là đeo bao tay hay là để cua nó cao hơn so với mặt đường. Rồi làm cua không được cột dây thun rồi này nọ, rất là nhiều thứ. Ở đây thì cái nội dung hôm nay thì chỉ nói về việc kinh doanh. Thì cái đầu game nay ngắn gọn như vậy thì mình cũng hiểu là liên quan đến cái mâm cua của dì ba, cũng như là
nói chuyện với dì ba về cái việc kinh doanh mâm cua này cũng như là thu thuế, rồi những cái hóa đơn chứng từ mà dì ba bán mâm cua như thế nào để làm rõ hơn. Thì trước đây thì dì ba bán nhiều, khoảng ngày gần 70-80 kg, nhưng mà dạo gần đây dì ba bán chỉ còn có 15-20 kg à. Thì không biết để sau cái buổi làm việc với thuế quận 5 này thì mọi người cũng biết rõ hơn. Chia sẻ là 33 năm kinh nghiệm vừa rồi bán mâm cua thì chưa lần nào bị ủy ban nhân dân phường mời lên cũng như về vệ sinh an toàn thực phẩm và chi cục thuế. Thì hôm nay thì ba đã bị ủy ban nhân dân phường 7 mời về nhận giúp an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm nè. Rồi đây là ngày hôm nay thì ba nhận được cái chi cục thuế quận 5 mời lên làm việc. Về cũng khai văn về vấn đề kinh doanh mâm cua thôi, thì rồi các cái hóa đơn chứng từ rồi chứng nhận dì ba làm bao nhiêu này nọ rất là nhiều thứ để dì ba lo suy nghĩ.